À, hôm nay mình tới sớm nha mọi người, cũng 10 giờ mấy á, cũng khoảng 10 mấy người tới trước rồi đó. Có một số thì lấy số thì bốc số rồi đem về đó. Mình cảm nhận thì bữa nay là bán chắc rất là lẹ, mọi người thấy không, rất là đông nha. Có cái chú áo xanh trước mặt mình là ngày nào của chú cũng tới mua mọi người đó, là thường thường là chú đi trễ mà bây giờ chú gán tranh thủ là bốc số sớm đó, hình như là chú mua cho người ta, chú là xe ôm á. Gần chỗ dì ba là có cái mấy cái anh này anh đang quay cái gì nè, để mình quay cho mọi người xem nha. Nước hả? Cũng hơi thấy hơi lạ đó. Uống nước hả? Hình như là họ quay về cái kinh nào á mọi người, kinh chắc cũng liên quan tới dì ba bán cua đó. Cái bạn có cái kinh nào nè là quay đó, tới mua ủng hộ cua dì ba đó mọi người. Cua dì ba tới nè mọi người ơi. Ồ, rất là nặng nha. Dì ba mấy giờ mới ra chú? Ra tới luôn. Ra tới hả? Dạ. Dì ba còn khoảng bao nhiêu ký ở nhà đó chú? Dạ. Còn nhiều cua lắm, thoải mái. Rồi, chị lấy gì chị? Hai con gạch ba con thịt. Hai gạch ba thịt. Có mặn luôn. Em này đấu tiền mua với em. Ở trên trời số chứ đâu nghe nói như thế này cua ngon quá à. Anh đồ gì anh lương gì chưa? Còn lương gì chưa? Này này mấy cái này 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 này. Sao có tiền Việt hay vậy? Em tại biết em đâu. Chú này bao tiếng chú thì lại tiền. Chú nói lại chú. Một tiếng mua đặc biệt. Mua đặc biệt rồi. Cho muối với tiêu nhẹo. Có anh thanh niên này mua đợi lâu đó mọi người, nó mới mua được đó, mua khoảng 5 ký. Ừ.
Bữa nay bỏ chuối rồi à, đi ăn cua luôn. Sư phụ ta này cũng ăn chay nữa rồi. Giờ đi mua cua vậy. Bắt giới với tôm hồ không đi mua cua nè mọi người. Đó. Dì Ba chưa ra, bán chừng khoảng 15 phút là hết rồi đó. Giờ mọi người đang đợi dì Ba ra nè. Có Tôn Ngọc Thông với Trư Bắc Giới cũng đợi dì Ba ra để chụp hình nữa mọi người. Hiện tại thì chỉ còn là cua gạch với lại là cua cốm thôi nha mọi người. Cua thịt hết rồi. Có cái cô này đội nón xanh nè, là cô đợi dì Ba ra để mua cua thịt đó. Cổ tới cũng lâu lắm rồi đó. Dì Ba tới nha mọi người ơi. Đưa đi có con thì con đây chứ. Đưa đi chú Bình ơi. Đây chú Bình ơi.
Rồi bé cua cái ngày sau, một cái ngày sau. Để con từ từ, con từ số 2 trở lên lại á. Số 16 đúng rồi. Số 10 trước, số 10 trước và số 16 là ông cô. Để con tí. À làm thành đường anh mua một ký cua ngày sau. Từ 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 từ. Cảm ơn năm con cua cảnh. Cua thịt, cua thịt. Đây nè mọi người, bắt giới với lại tôm 1-0 lắm, mua cua được rồi nè mọi người ơi. Bắt giới tôm 1-0 là ăn tại chỗ luôn nha mọi người. Đó. Đó, hai chị này một người một bịch nè mọi người đem về đi. Là mình xin nhắc lại với các bạn là mấy cái bạn này là từ đoàn làm phim ký sự á, thì hôm nay họ ghé khu dì Ba để họ quay và ủng hộ khu dì Ba luôn á mọi người.
Hiện tại thì cua gì ba gần hết rồi, khoảng 1-2 kg nữa là hết rồi đó. 1, 2, 3 này. Vâng, con cảm ơn bà nhé. Bình lẫn luôn rồi, bình lẫn luôn này. Bình lẫn luôn này. 472 ngàn đó cô, 470 ngàn. Trời ơi, không nhắc lên một. Tụi con nào ngon ngon nha. Con hỏi lo cái này dạ. Trời ơi, thằng con nó lên Facebook. Nó nói với cua bà ba ngon lắm. Mẹ ơi, con muốn ăn. Rồi bây giờ ghé đây cua của bà ba 400 nha chị. 470 ngàn. Đây. Đã luôn. Quá ngon rồi. Ở An Giang mà còn ở Châu Đốc rồi huyện Tịnh Biên. Tham em nó 20. Cô đi lên đây mua cua hay sao con? Đi đi chơi. Đi chơi sáng lên đây. Rồi coi trong Facebook thấy giới thiệu bà ba bán cua rất là ngon. Cô thấy giá làm sao? Cũng được thôi, bình thường. Cho hỏi là cô... Bởi vì mua cua sống là cũng 400 rồi. Cho hỏi là cô có biết hoàn cảnh của dì ba không? Cái gì em? Cô có biết hoàn cảnh của dì ba không? Có. Hoàn cảnh dì ba rất khổ. Chia sẻ cho mọi người. Dì ba rất khổ bởi rằng ra bây giờ mọi người ai cũng đều là đến đây để ủng hộ dì ba. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Hiện tại thì ở ngoài đang mưa nghe mọi người. Dì ba còn khoảng 5 con cua thôi nhưng mà giờ mưa rồi, khách chưa tới. Mình lớn tuổi mình hay quên hơn đúng không dì ba? Dì ba nói là hôm qua dì ba hơi mệt đó mọi người. Bệnh đó, nó mọi người thấy không? Dì ba đang bị bệnh nha mọi người, rất là mệt. Có một chị coi livestream ở trên điện thoại á mọi người, thì thấy chị ba còn 3 con cua thì điện cho chị Thí thì mua luôn. Thấy dì ba bệnh với lại trời mưa rồi nè. Giang bây giờ mấy em ở đây chở, chở ba Giang chị Giang phải không? Nhiều tiền để con nói luôn nè. Dạ, dạ. Để em coi nhiêu tiền em nói luôn nè. Bắt gió không chút nhà gì thấy bắt gió dùm về sao thấy tối có thức đêm không gì bà, thức tới mấy giờ, tối tới mấy giờ tối này ngủ thôi, tối cái gì ra ngủ. Thì đang
xa bắt gió giùm dì ba mọi người. Dì ba hôm nay rất là mệt nên là cũng ít nói, mọi người thông cảm nha. Uống trà đường đi cho tỉnh chị ba. Khỏe là bán. Mệt thôi. Một ngày cho nó khỏe đi dì ba ơi. Dì ba xin nghỉ nha, dì ba thôi chúng mặt á. Dạ. Hôm nay dì ba mai dì ba nghỉ một ngày nha mọi người. Dì ba nghỉ. Dì ba nghỉ. Dì ba thay đồ đi. Làm gì làm chứ có bệnh á. Dì ba nghỉ. Dì ba dọn đồ vô nha mọi người. Thấy dì ba mệt lắm. Mai là ngày ba, dì ba nghỉ nha mọi người. Có nước này ai uống uống nha.